tập 10, một ngày dài nóng nực. Trời nóng quá, không ngủ được. Trời ơi, không bật máy lạnh gì hết. Remote đâu rồi ta? Remote đâu? Trời ơi, đâu rồi, đâu rồi? Thôi, mẹ nó đừng có càm ràm ba cái chuyện máy lạnh nữa nghe chưa? Dạ, em biết rồi mà. Trời ơi, máy lạnh bật được thì may rồi, nhưng mà không có remote, không chỉnh được chế độ hẹn giờ, hơi chút xíu là phải thức dậy điều chỉnh, mệt ghê. Trời ơi, mấy mẹ con nó ngủ mê say, không thèm đếm xỉa gì tới mình, ngáy khò khò nữa. Không biết cái remote nằm ở xó nào rồi, chán quá. Khi Bạch Tuyết cũng sợ đi dạo. Cô Xin à, cô Xin ơi. Dạ. Thôi chết, đến giờ đi dạo của Bạch Tuyết rồi. Mẹ dẫn nó đây đây. Con dắt Bạch Tuyết đi giùm mẹ đi. Mẹ cho con nghỉ xe hơi một ngày nữa mà. Con nói gì vậy? Dạo gần đây con dắt Bạch Tuyết đi dạo giùm mẹ bữa nào đâu, toàn là tới tay mẹ không à. Nếu vậy thì những ngày nóng nực như vậy á, cứ cho nó ở nhà nghỉ ngơi là hay nhất á. Nó không phải là con, biết chưa? Trong khi còn sớm thì lo đi nhanh đi. Còn không đi là biết tai mẹ đó. Dạ. Ủa? Mình đi thôi Bạch Tuyết. Từ 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 từ. Chỗ này đúng là thoải mái thiệt á. Ngủ thôi. Bạch Tuyết ơi, làm gì vậy? Chuẩn bị chụp nè. Vậy là mình được nghỉ ngơi một chút xíu rồi. Ủa? Cái này là của mày hả? Mày chơi ở đây một mình hả? Tao ném nha. Chụp nè. Hay quá, hay quá. Ôi, cũng con giỏi quá. Thử làm lại một lần nữa không? Nào, chụp nè. Hay lắm, hay lắm. Cún con tuyệt quá. Hả? Cún con dễ thương quá à. Hẹn gặp lại mày nha. Bạch Tuyết, chị đó là ai vậy, biết không? Chị ấy đi mất tiêu rồi. Nè Bạch Tuyết, sao mày không giới thiệu sớm cho tao vậy hả? Mày đúng là xấu xa, toàn chơi một mình không à. Sao chị ấy lại hôn được mày chứ? Sao mày dễ dàng được chị ấy hôn như vậy? Nụ hôn đã không? Có mùi vị gì? Mùi chanh hay mùi dâu vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá, thích quá, thích quá đây. Nào ném nha. Ôi. Chụp được rồi. Cô Xin giỏi quá, dễ thương ghê. Nụ hôn ngọt ngào dễ sợ. Nè Bạch Tuyết, ném đi.
Bạch Tuyết à, mày ném dở quá, ném lại lần nữa mau lên. Không được, không được, ném cao hơn nữa đi. Ôi trời ơi, mày ném cao quá rồi đó. Vẫn chưa được. Gì nụ hôn của chị gái, làm thêm một lần nữa. Xin về nhà rồi mẹ ơi, được hôn sao khó quá. Ủa, về rồi hả con? Con bị sao vậy? Mẹ có nước gì cho Xin uống không? Xin sắp chết cát rồi đây nè. Có liền, coi bộ việc dẫn chó đi dạo cũng vất vả quá ha. Mình chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Bạch Tuyết ơi, hôm nay tụi mình cùng nhau đi dạo nữa nha Bạch Tuyết. Đi mau đi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, đi mau đi. Bữa nay có chuyện gì vậy ta? Nhanh lên. Ngủ ở trường mẫu giáo, hồi hộp quá. Xin lỗi cô nha. Cô Xin. Cháu nó đến trễ, xin lỗi cô nha. Tự nhiên hôm nay mẹ em quên mất tiêu chuyện học sinh ngủ lại ở trường á cô. Tại mẹ em mê coi mấy cái phim tình cảm sướt mướt ở trên TV. Chứ không phải tại con mê xem phim siêu nhân biến hình rồi không chịu thay đồ hay sao? Cô ơi cô, cô thương em nhất lớp đúng không cô? Mẹ em cãi tội em kia kìa cô. Tôi biết rồi, không sao đâu chị. Cảm ơn chị đã giúp giải đưa cháu tới trường. Nhờ cô chăm sóc cháu giùm nha. Tạm biệt. Cô ơi cô, hôm nay nhìn cô đẹp quá trời quá đất luôn á. Thôi đủ rồi đó, em vào lớp nhanh lên dạ. Đi. Chào cô ở lại trễ quá. Chào anh cứ đôi xô. Các em đã tập trung đầy đủ rồi đó. Em chào cô. Chào em. Mình ngán món phá rồi. Ăn món cà ri như vậy thôi cũng đủ thấy ngon rồi. Món cà ri này do mấy cô trong trường nấu đó. Em thấy món rau củ cắt không đều kiểu như vậy cũng hơi khó đó. Cắt lởm chởm quá chừng à. Đó là phần của cô Matsuzaka cắt đó. Ôi buồn ngủ quá đi. Cậu ơi, chắc là cô thiếu ngủ hả? Ừ, cô hơi mệt một chút. Em biết rồi, chắc là dạo này cô hay thức khuya để coi phim lắm nè. Có đúng không hả cô? Cái gì? Như là phim kinh dị nè. Cô không có coi phim. Chồng cô thì tăng ca tới khuya, cô cũng phải thức chờ chồng về nên mới thiếu ngủ đó. Chứ không phải là cô mê phim đâu. Bộ chú Ishizaka bị bắt cóc đúng không cô? Trời ơi, sao mà cô hỏi như vậy? Thì ai về trễ cũng sợ là bị bắt cóc mà. Nè các em à, đã thay đồ ngủ hết chưa vậy? Dạ rồi. Kazama nè, cậu với mình nằm cạnh nhau chịu không? Cậu đừng có dụ mình nha. Cậu không được có ý đồ xấu với mình. Không được đụng vào chỗ của mình.
không đụng nè. Không được động. Cậu lì quá nha Kazama. Cậu mới đúng là lì đó Shin. Kazama nè, im lặng đi nào. Dạ. Hey, mình sẽ làm kế Shin nè. Hả? Chờ một chút coi. Bên cạnh Shin là chỗ của Nay Nay chứ bộ. Ê, ai đến trước thì thắng mà. Nhưng mà mình với bạn Shin chơi với nhau lâu hơn mà. Nhưng mà Shin, bạn ấy thích chơi với mình hơn à nha. Mình sẽ nằm bên cạnh bạn ấy. Nè, dám chơi tay đôi không? Sợ cái gì chứ? Coi mình nhát ma nè. Tưởng tôi sợ hả? Mình thua rồi. Bạn này nói cái gì vậy trời? Ôi mấy bạn làm xa quá. Nào các em, cô tắt đèn nha. Ôi trời, ai vậy? Chuyện gì vậy? Cô lộn rồi. Ôi là anh Kuroso. Tôi phải làm sao đây? Tôi thành thật xin lỗi anh. Đêm nay tới phiên tôi không ngủ, canh gác cho các cô. Cậu làm gì vậy? Thì tôi đang kiểm tra lỗ tai của cậu coi có sạch không á mà. Rồi thấy sao hả? Sạch rồi. Vậy là được rồi, đừng có tái mái tay chân. Còn lỗ tai bên kia thì sao hả? Sạch mà, đừng có tự tiện chạm vào người khác nữa. Biết rồi. Không có đụng gì hết nha. Không được nhìn lỗ tai của mình nữa nghe chưa. Trời ơi, nhìn hoài làm sao mà ngủ được đây. Ánh mắt của cậu xuyên qua lỗ tai kích thích nó. Vậy thì mình không nhìn nữa. Đừng có hít mùi lỗ tai của mình nữa có được không? Kazama, em im lặng đi. Dạ. Hưng. Tôi xin lỗi anh. Tôi cũng muốn ngắm trăng. Vậy à? Ừ.